Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Ngày hôm ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Chúng ta hãy sang bờ bên kia." Rời đám đông dân chúng, các ông chở người đi vì người đang ở dưới thuyền. Có nhiều thuyền khác cùng theo người. Một trận cuồng phong nổi lên, những lớp sóng ập vào thuyền đến nỗi thuyền đầy nước. Người thì ở đàn lái giữa gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức người và nói: "Thưa Thầy, chúng con chết mất, mà Thầy không quan tâm đến sao?" Người đứng dậy quát nạt gió và phán với biển: "Hãy im đi, hãy lặng đi." Tức thì gió ngưng, biển lặng như tờ. Người nói với các ông: "Sao các con nhát sợ thế? Các con chưa có đức tin sao?" Bấy giờ các ông kinh sợ và nói với nhau: "Người này là ai mà cả gió lẫn biển đều vâng lệnh người?" Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Chị em thân mến, hôm nay bối cảnh là cái biển hồ Galilee mà các tông đồ, các môn đệ của Chúa Giêsu sẽ băng qua. Đang khi băng qua biển hồ thì các ông gặp một cơn bão nổi lên, làm thuyền chạy lưới của các ông gần chìm. Phần Chúa Giêsu đang nằm ở đàn lái, dựa đầu vào gối mà ngủ. Chúng ta hãy lắng nghe những gì mà các môn đồ bày tỏ trước khi tự hỏi mình cái tầm quan trọng, cái tầm nguy hiểm của các cơn bão vật lý. Trong đó ngày hôm nay có cái cơn bão do bệnh hoạn dịch COVID-19. Chúng ta hãy tự hỏi cái tầm quan trọng của việc gió liền tắt và biển lặng như tờ đối với chúng ta là gì và có ý nghĩa nào. Trước hết là các môn đồ của Chúa Giêsu rất là sợ hãi. Các ông gần như là trách móc thầy của mình vì đã không quan tâm đủ, không để ý đến sóng gió gì cả. "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, thầy chẳng lo gì sao?" Và cậu nói dường như là trách móc Chúa Giêsu thầy của mình. Các môn đệ của Chúa Giêsu có vẻ như là ngờ vực, kém lòng tin. Nhưng mà trong tâm hồn các ông có một ấn tượng nào đó về Chúa Giêsu thầy của mình. Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm một cái điều gì đó. Cho nên các ông đánh thức thầy của mình dậy.
phần Chúa Giêsu. Chúa Giêsu lúc đầu thụ động và dường như là vắng mặt, Ngài được đánh thức, phải đợi các môn đệ các của mình đánh thức dậy. Và sau đó Ngài ra lệnh cho biển đang gầm thét dữ dội, Ngài ngâm đe gió và truyền lệnh: im đi, câm đi. Cũng giống như một cái trường hợp khác mà Chúa Giêsu nói với thần ô uế: câm đi, hãy xuất ra khỏi người này. Thì ngay lập tức biển cả đã vâng lời, biển không còn sóng và gió không còn thổi nữa. Và sau đó đến lượt Chúa Giêsu. Chúa Giêsu lại trách móc: sao thế, sao nhát thế, làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin? Nghĩa là có thầy ở đây, cho dù thầy đang ngủ thì các anh em cũng đừng sợ. Sau khi gió biển lặng yên, các môn đệ của Chúa Giêsu cảm thấy một cái nỗi sợ hãi lớn lao. Mấy ông mới đặt ra một câu hỏi với nhau: đi theo Chúa mấy năm rồi, nhưng mà giờ này cũng đặt câu hỏi, vậy thầy của mình là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh? Thưa anh chị em, đó là cái cơn bão ở trong bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe. Ở trong đời sống của mỗi người chúng ta, trong xã hội, trên thế giới có nhiều cơn bão. Ở đây tôi chỉ bàn đến hai cái cơn bão mà thôi. Cơn bão thứ nhất là cơn bão trong đời sống của chúng ta. Cái đời sống vật chất và tinh thần thường khiến chúng ta tưởng lại, sống lại cái nỗi sợ hãi của các tông đồ ngày xưa trên biển hồ Galilea. Xung quanh chúng ta và ngay cả ở trong con người của chúng ta cũng có nhiều cơn sóng gió. Có những cái xung đột quốc tế. Chúng ta hãy nghĩ đến những thảm cảnh đe dọa cuộc sống của những người xung quanh chúng ta, hạnh phúc hay là mất đi hạnh phúc. Nào là ly hôn, nào là thất nghiệp, tai nạn lao động, bệnh tật, mất mát, vân vân. Một số những sự kiện khác sẽ là nguồn gốc của những cuộc chống đối với nhau. Đối với chúng ta, các sự kiện, những cơn sóng gió đó cũng là một cơ hội để mỗi người chúng ta cùng suy nghĩ, nội tâm hóa và hoán cải, trở về với Chúa, tin tưởng nơi Chúa. Khi những nguy hiểm, những sự không chắc chắn xung quanh chúng ta, thì cái bản năng đầu tiên của loài người chúng ta, của con người xác thịt của chúng ta, là chúng ta sợ hãi. Như thể là chúng ta ở một mình, cô đơn và lo sợ. Như thể là Chúa, đặc biệt là Chúa Giêsu, không sống với chúng ta để an ủi, nâng đỡ, củng cố chúng ta và kéo chúng ta ra khỏi cái cảnh cô đơn, khỏi cái cơn bão của đời sống này. Kế đến, một cơn bão rất là hiện đại, cơn bão của đại dịch 19. Cơn bão này đã gây ra những cái thiệt hại nào, những cái điều tiêu cực nào cách riêng cho giáo phận của chúng ta? Cơn bão này đã gây ra những thiệt hại này, trước hết là tạm dừng các cái sinh hoạt, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tập trung đông người tại các cơ sở tôn giáo.
Như thế là cơn bão này gây ra là các nhà thờ của chúng ta, các trung tâm hành hương kính Đức Mẹ La Mã Bến Tre, kính Đức Mẹ Fatima, trung tâm hành hương kính Thánh Tử Đạo Philippe Phan Văn Minh bị đóng cửa. Tĩnh tâm hàng tháng theo định kỳ của các giáo hạt, liên hạt, lớp bồi dưỡng tu sĩ cũng bị gián đoạn, không tổ chức đúng hạn kỳ nữa. Thánh lễ phong chức, các lễ khấn, đàn viện Thanh Mẫu Phước Vĩnh, Minh Thanh Giá Cây Mơn, Minh Thanh Giá Cây Nhung cũng diễn ra âm thầm. Đặc biệt nhất đó là đại dịch Covid-19 đã khiến các thánh lễ phải cử hành trực tuyến. Mà thưa anh chị em, cái cách cử hành trực tuyến này không đạt được cái kết quả tốt đẹp lắm đâu. Kế đến là các ban mục vụ gia đình của chức giới trẻ thiếu nhi Loan Báo Tin Mừng, mục vụ ơn gọi đều tạm dừng các hoạt động. Chỉ lèo tèo có hai ban, ban bác ái và ban truyền thông duy trì hoạt động nhưng cũng bị hạn chế. Ban truyền thông thì phụ trách thánh lễ trực tuyến. Ban bác ái xã hội của giáo phận thì có hoạt động cố định như là bảo vệ sự sống, khuyết tật, học bổng, hạt gạo tình thương tương trợ cùng với các hoạt động bác ái khác, nhưng cũng không đi vào đâu. Vì dịch bệnh Covid-19 này, các giáo xứ ở vùng nông thôn của chúng ta, của giáo phận chúng ta, do nhiều nguyên nhân thiên tai, nhiễm mặn, thất mùa vân vân, đã làm cho tình trạng kinh tế của các gia đình ngày càng khó khăn, số hộ nghèo ở gia tăng theo báo cáo của ban bác ái xã hội. Vì dịch bệnh Covid-19, các giáo xứ mình gọi là như là ở thành đi, thành thị, thì cái tình trạng thất nghiệp, nghèo đói do dịch bệnh gia tăng. Kế đến là trẻ em cũng bỏ học vì gia đình không có đủ tiền cho chúng đi học. Cơn bão của dịch bệnh Covid-19 là như thế đối với giáo phận của chúng ta. Nhưng mà thưa anh chị em, chúng ta hãy có đức tin. Có những cơn bão bất ngờ hoặc là hàng ngày mà chúng ta không thể đối mặt với sức riêng của mình. Qua các cơn bão này, Chúa Giêsu cho thấy quyền năng của Thiên Chúa. Chúa Giêsu cho thấy là Thiên Chúa làm chủ tất cả những cơn bão của cuộc đời chúng ta. Chỉ cần nơi chúng ta một đức tin mạnh mẽ, cậy dựa vào Chúa, cầu xin Chúa là chúng ta có thể được giải thoát. Hôm nay có thể nói cái thời dịch bệnh Covid-19 này, trong thời này chúng ta, và chắc chắn mỗi người chúng ta có cảm nghiệm rằng Chúa Giêsu dường như đang ngủ. Trong thế giới, trong giáo hội, trong đời sống đức tin của chúng ta, chúng ta cũng có cảm nghiệm như thế. Tuy nhiên, Chúa Giêsu, Ngài luôn luôn hiện diện và đầy quyền năng để cứu giúp chúng ta. Chính đức tin của chúng ta được kêu gọi, được đánh thức. Có đức tin thì những thử thách dịch bệnh Covid-19, có đức tin thì những thất bại nghèo đói chống bán chế giễu như sóng biển không thể nào ngăn cản sức mạnh của Chúa Giêsu Kitô phục sinh đang sống mãi trong chúng ta, và Chúa sẽ chữa lành những
cơn bão đó, những cơn dịch bệnh đó. Chúng ta cùng nhau cầu xin Chúa gia tăng đức tin cho chúng ta, để luôn vững vàng theo Chúa, bất chấp mọi gian nan thử thách, bất chấp mọi cơn bão của cuộc đời. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa giúp chúng con luôn luôn nhớ đến là có Chúa Giêsu luôn luôn ở bên cạnh chúng con, hiện diện cách kín đáo bên chúng con, để chúng con có đủ can đảm chịu đựng các cơn bão tố khác nhau, trong đó có cơn bão, cơn đại dịch Covid-19, để chúng con có đủ can đảm chịu đựng những cơn bệnh khác, những cơn bão khác đang đánh vào con thuyền yếu ớt của cuộc sống chúng con.